Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với Vân Lam Tông mà tiểu môn của Tiêu Lệ thành công hợp nhất với Hắc Minh. Vậy nhưng lại gặp phải cường giả lâu năm của Hắc Giác Vực ngấp nghé. Ba thế lực là Cuồng Sư Bang, Thiên Âm Tông, La Sát Môn đều là các thế lực nhân lưu nổi danh Hắc Giác Vực. Lúc trước, Hắc Minh của Hàn Phong muốn kéo bọn họ gia nhập, bọn họ còn không để ý tới, mà Hàn Phong cũng chẳng làm gì được. Bây giờ Phong Thành không còn, lẽ ra phải do bọn chúng tiếp quản. Tự dưng lòi ra một cái tiêu môn, còn dám xưng đại vương trước mặt bọn chúng, điều này khiến cho bất cứ ai cũng bất mãn. Cuồng Sư Môn muốn ra tay, bọn họ chỉ có một tên đấu vương mà thôi, không có gì phải sợ. Người khác thì muốn chờ xem động tĩnh của Gia Nam Học Viện như thế nào. Lâu rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh, chắc là đã buông lỏng cảnh giác không nhúng tay vào chuyện của Hắc Giác Vực nữa. Nghe được những lời này, bọn họ đều nổi lòng tham muốn tranh giành cục thịt béo là Phong Thành này. Trong lúc này, Tiêu Viêm vẫn miệt mài tập luyện đế ấn quyết tầng thứ nhất. Sau quá nhiều thất bại và bài học rút ra thì hắn cũng thành công thi triển ra khai sơn ấn. Tuy nhiên, chiêu này lại tiêu hao quá nhiều đấu khí, chỉ đánh ra môi trường mà đã thở dốc phi phò. Đổi lại thì uy lực lại kinh người, ngọn núi trước mặt bị đánh cho nổ tan tành, không hổ là đấu kỹ địa giai cao cấp. Ấn đầu tiên mới chỉ có thành tựu nhỏ mà uy lực đã mạnh hơn diễm phân phệ lãng xích hắn vẫn hay dùng. Sau này cũng có thêm nó là một cái lá bài tẩy. Đột nhiên, bồ câu đưa thư tới, biết tiêu môn xảy ra chuyện nên hắn lập tức gọi Mỹ Đỗ Toa hiện thần. Ba tên cầm đầu bà thế lực đến gặp mặt Tiêu Lệ, hắn hoàn toàn biết Hắc Giác Vực này là nơi nói chuyện bằng thực lực, muốn tiêu môn giao ra Phong Thành cũng được. Vậy nhưng hắn lại không phải là thủ lĩnh của tiêu môn. Dù muốn hắn rời đi thì cũng phải chờ thủ lĩnh trở về đã. Bọn chúng không thích điều này, hôm nay đến đây không phải là thương lượng. Ba người lập tức bộc phát lực lượng định làm thịt Tiêu Lệ. Vậy nhưng Tiêu Viêm đã kịp lúc quay về. Hắn lên tiếng thách thức và cho biết mình chính là thủ lĩnh của tiêu môn, cũng là người đã giết chết Phạm Lao và Hàn Phong. Cả đám nghe vậy cũng tỏ vẻ kinh kỵ và nhượng bộ, trực tiếp nói thẳng vấn đề. Ai cũng biết, miếng bánh Phong Thành này rất béo bở, đủ để khiến bất cứ kẻ nào đỏ mắt. Bọn họ đương nhiên không ngoại lệ. Lời đã nói xong, bọn chúng liền chuẩn bị động thủ. Vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện uy hiếp. Với thực lực đấu tông của nàng, bọn chúng đương nhiên e ngại. Chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là về với đất mẹ luôn. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt một cái đã dọa cho ba người bên kia sợ mất mật. Bọn họ lập tức thay đổi thái độ, lên tiếng xin lỗi Tiêu Viêm và đồng ý giao lại cho Tiêu Môn. Ba người nhanh chóng cáo từ rời đi, Tiêu Viêm ngăn cản và bày tỏ ý định muốn làm một cái giao dịch. Hắn có một kẻ thù, thế lực không kém, tuy bây giờ thế lực của hắn có thể chống lại, vậy nhưng để cho chắc chắn thì hắn vẫn cần thêm vài nhân thủ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ giúp một chút sức lực là được. Nữ tử bên kia cũng khôn khéo hỏi thăm thế lực mà hắn đang đối đầu. Họ đều biết Vân Lam Tông có đấu tông tọa chấn, cho nên cũng do dự. Hơn nữa, Hắc Giác Vực và Vân Lam Tông lại cách xa vạn dặm. Cho dù có ba nhà bọn họ giúp đỡ thì mối thù này cũng không dễ báo. Tiêu Viêm trấn an và cho biết mình không nhờ bọn họ làm việc không công. Hắn đồng ý chia cho bọn họ quản lý một phần Phong Thành. Tuy khiến bọn họ động tâm, vậy nhưng mà vẫn phải cân nhắc. Nhìn thấy bên kia còn lưỡng lự, hắn bổ sung thêm một viên đan dược lục phẩm có thể giúp cường giả đấu hoàng tăng lên 1-2 tinh trong thời gian ngắn. Dược lực còn sót lại sau khi tăng lên, còn có thể dùng để luyện cốt, khiến người dùng có được một lần cường hóa thân thể. Biết Tiêu Viêm cũng là luyện dược sư lục phẩm, lợi ích này quá lớn, bọn họ lập tức đồng ý giúp sức. Giải quyết xong mọi chuyện, Tiêu Viêm không quên cảm ơn Mỹ Đỗ Toa ra mặt trợ giúp. Vậy nhưng nàng ta lại cho rằng đám người bên kia không dễ khuất phục như vậy. Nàng chỉ trấn nhiếp thôi. Điều khiến bọn họ khuất phục hoàn toàn là vì hắn đã là luyện dược sư lục phẩm. Mỹ Đỗ Toa bày tỏ ý định không muốn đối phó Vân Sơn. Nàng không muốn mình tùy tiện trở thành vũ khí trong tay người khác. Cũng không đáng vì hắn mà trêu chọc một cường giả đấu tông. Tiêu Viêm vẫn thờ ơ, không cưỡng cầu nàng sẽ giúp đỡ. Hắn tin rằng mình có năng lực đấu với Vân Sơn một trận. Tiến vào trong mật thất của Hàn Phong, bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật. Hắn ta tốn công tốn sức thu thập linh dược quý hiếm, chỉ không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Tiêu Viêm. Vừa vặn nơi này lại có đủ dược liệu để luyện chế phục linh tử đan cho Hải Bà Đồng. Lúc trước hắn có thể thoát thân dưới sự truy sát của Vân Lam Tông cũng là nhờ Hải Bà Đồng và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cho nên lần luyện đan này là để trả ơn lão ta. Nói rồi, hắn lập tức lấy ra lô đỉnh rồi bắt đầu luyện chế đan dược. Từ sau khi sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm thì năng lực luyện đan của hắn lại tăng tiến thêm một bậc. Kết hợp với chiếc đỉnh lấy được trong tay Hàn Phong, hắn nhanh chóng luyện thành công đan dược. Luyện chế lục phẩm đan dược sẽ phát sinh dị tượng, vậy nhưng chiếc đỉnh này lại có thể che giấu dị tượng, quả nhiên là bảo vật hiếm có. Tiêu Lệ tiến vào trong phòng thông báo muốn tổ chức một cuộc đấu giá đan dược, cách này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đem đi bán.
Vậy nhưng hắn lo sợ các thành viên Hắc Minh lúc trước có thể sẽ nghe tiếng mà đến gây chuyện, đặc biệt là Kim Ngân Nhị Lão. Bọn họ kiêng kỵ Gia Nam học viện chứ không e ngại Tiêu Môn. Tiêu Viêm vội trấn an, chuyện đó đã có hắn lo rồi. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!